lắp đặt hệ thống máy rang cà phê công suất 120 kg cho công ty cà phê Lâm Lệ, nhà máy tọa lạc trên quận Gò Vấp. Khai thác thị trường tốt, cà phê Lâm Lệ đã phủ sóng hầu hết các tỉnh thành với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, đáp ứng tốt được nhu cầu khách hàng. Máy rang cà phê automatic dễ dàng kiểm soát quá trình rang, thao tác vận hành đơn giản. Lắp đặt hệ thống máy rang cho một nguyên cà phê tại Đà Nẵng. Một nguyên cà phê là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cà phê nguyên chất, bột hạt, đồng thời cung cấp các dòng máy pha, máy xay cà phê, máy sinh tố, dụng cụ pha chế. Với năng suất phục vụ cho rất nhiều khách hàng, một nguyên cà phê đã nâng cấp máy 60kg lên thành 120kg. Với sản lượng rang nhiều, phục vụ trong và ngoài nước, Vinazo Sitter kính chúc công ty phát triển mạnh mẽ, mang cà phê ngon, chất lượng đến tay người tiêu dùng. Ngành cà phê ngày càng khẳng định được vị thế và giá trị trên thị trường, trong và ngoài nước, với thị trường đầy tiềm năng, thương hiệu Ấp Cà Phê, công ty cà phê Nguyên Phương mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp nhà máy rang lên công suất 120kg. Hiện tại Ấp Cà Phê đang sử dụng 3 máy rang công suất 20kg, 60kg, 120kg. Đầu thị trường về nguyên liệu pha chế Việt, công ty Trà Hoàng Gia với phương châm chất lượng là trên hết, mong muốn mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, giá mềm. Từ một nhà phân phối về trà và nguyên liệu pha chế, thấy được tiềm năng,
của ngành cà phê, công ty đã không ngần ngại đầu tư để phát triển, mang đến cho khách hàng nhiều dòng sản phẩm sạch, nguyên chất. Hệ thống máy rang cà phê 120 kg ô tô, bộ xử lý khói, máy tách đá, bột trộn cà phê. Các bạn trong các video sau.